Thưa quý vị, từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8, Rạp Lê Độ phục vụ đợt phim hè miễn phí cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần tại số 46 Trần Phú. Theo đó, các phim được chiếu trong dịp này là 24 bộ phim thiếu nhi nổi tiếng của Việt Nam, Mỹ và Nhật như Vẹt Cò Phiêu Lưu, Truy Tìm Rồng Thần, Thần Bút Mã Lương, Cô Bé Lọ Lem, Chân Nhỏ Bạn Ở Đâu, Bí Kíp Luyện Rồng, Chiến Binh Số 9, Kẻ Cắp Giáng Sinh. Và các bạn, Đà Nẵng hiện có trên 3.000 di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia và gần 8.000 lễ hội, trong đó nhiều sắc phong có giá trị và tài liệu cổ đã và đang bị hư hỏng và có nguy cơ bị mai một. Trước thực trạng này, các nhà nghiên cứu đã đưa ra giải pháp số hóa các tài liệu sắc phong cổ, mở ra một hướng đi mới trong công tác bảo tồn di sản. Theo chân đoàn công tác gồm các cán bộ Thư viện Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng và Bảo tàng Đà Nẵng đi thực địa, tiến hành sao chụp các tư liệu sắc phong tại các đình làng, nhà thờ, tộc họ, hộ dân trên địa bàn thành phố. Những tài liệu này rất phong phú về thể loại như sắc phong thần, sắc chỉ, lệnh chỉ, gia phả, văn chúc thọ, mộc bản, câu đối. Đây là nguồn di sản Hán Nôm quý giá gắn với câu chuyện lịch sử hình thành và phát triển làng xã Đà Nẵng trong tiến trình lịch sử dân tộc. Trong đó có những sắc phong được bảo quản khá tốt như sắc phong tại đình Nam Thọ, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, nhưng cũng có nhiều sắc phong bị hư hỏng khá nhiều như sắc phong tại đình làng Trung Nghĩa, phường Hòa Minh, đình làng Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Còn tại đình làng Phú Hà, thôn Phú Hà, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang có 4 hộp đựng sắc phong. Khi khui ra, số lượng sắc phong đã bị hư hại, vỡ nát khá nhiều. Cái bộ quản này, cái sắc này là sắc thượng đỉnh thần. Ở cái đình làng này có 5 ngày. Như vậy là hồi xưa giờ là cũng đóng cái tân ở trên đó thôi. Rồi có cái hộp đó rồi để đời này sang đời nọ đó. Khi có cái đình việc đình lần đó rồi ta tái lấy xuống rồi tham quan thì như thế nào đó rồi mình làm biên bản đưa lên lại đó. Hồi xưa là anh chưa hư nhưng mà lâu đời quá rồi bây giờ phải tốt quá hư rồi như đó. Thì cái này từ từ nếu tìm hiểu được chỗ nào phục hồi được thì mình cũng nên phục hồi lại cho. Ở đây một số cụ chưa biết cái lưu trữ nó bị nát, khá nhiều. Cho nên nếu chúng ta không có những chiến như thế này thì chúng ta sẽ không đánh giá được hiện trạng hiện nay mà không có thể hỗ trợ được kịp thời các cụ để mà phục hồi lại, bảo trì. Thì khi mình khui ra mình mới biết là nó như thế nào. Các cụ cứ rất là thiêng liêng, thờ trên cao. Cho nên là mình nhiều khi thời tiết nghiệt ngã của miền Trung mình nó ảnh hưởng rất nhiều lên tài liệu. Những cái tài liệu nó vàng giòn mà khi gỡ ra đụng tới đâu là nó nát tới đó. Nếu mà mình không có những chuyến này mình sẽ không biết được là hiện trạng như thế. Thì không có giải pháp sau này để hỗ trợ các đình làng, những dân tộc, họ mình có khả năng mà lưu trữ lâu dài. Vì một lý do nào đó người ta không có số người ít biết về ngôn ngữ, người ta không có hình dung được là mình đang lưu trữ những tài liệu có giá trị như thế nào. Cho nên khi đoàn xuống kèm theo các chuyên gia Hán Nôm đọc ra, giải thích thì các cụ rất là thích, mê lắm. Có những cụ mà đam mê tự dịch tự mày mò nhưng mà đến khi các chuyên gia xuống thì dịch ra thêm người ta cái cụ vỡ lẽ ra là có nhiều từ mình không biết tới và nội dung mình chưa hiểu sâu sắc như vậy, thậm chí có thể là phát hiện những cổ vật, những cái tài liệu quý mà các cụ không biết mình nó quý như vậy. Trong thời gian 10 ngày, đoàn đã đi đến 30 điểm đình làng trên địa bàn thành phố để tiến hành sao chụp tư liệu sắc phong. Đoàn đã chụp lại tất cả tài liệu, trong đó hơn 300 sắc phong và trả lại bản gốc cho đình làng. Sau đó sẽ tiến hành xử lý những file đã chụp và giao lại đình làng cho Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng và Bảo tàng Đà Nẵng để các tài liệu quý này được bảo quản tốt nhất và chia sẻ rộng rãi cho người dân và những nhà nghiên cứu khảo cổ, học sinh, sinh viên. Nhiều cụ tại các đình làng không giấu nỗi vui mừng khi lần đầu tiên các tài liệu, các sắc phong quý giá. Hôm nay tôi rất là vui mừng được tiếp đoàn của Bảo tàng thành phố cùng với đoàn của Thành phố Hồ Chí Minh về để thực hiện cái việc mà mã số các sắc phong của đình làng chúng tôi. Thì đây là một dịp rất là hiếm để chúng tôi tiếp xúc trực tiếp tới những sắc phong đó. Và hôm nay khi được số hóa các sắc phong cũng có nghĩa là tạo những cái điều kiện thuận lợi nhất để cho chúng tôi bảo quản được dài lâu cái sắc phong đó. Và một phần nữa chúng tôi sẽ hiểu rõ hơn những ý nghĩa của từng sắc phong, từng cái việc mà các triều vua nhà Nguyễn đã phong cho làng chúng tôi.
Theo Bảo tàng Đà Nẵng thì đây là chương trình bảo vệ tài liệu gỗ, đặc biệt là về tài liệu sắc phong do Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng, phối hợp với Bảo tàng Đà Nẵng. Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng thực hiện tại Đà Nẵng cũng không nằm ngoài xu thế bảo tồn di sản thông qua ứng dụng công nghệ. Đối với chúng tôi thì Thư viện Đà Nẵng chia làm hai giai đoạn, đã làm việc với thành phố, Thư viện Thành phố Hồ Chí Minh làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là mình sẽ đi tất cả toàn bộ các nhà thờ hiện nay để sưu tầm những tài liệu Hán Nôm đã cũ đã nằm trong nhà thờ. Thứ hai, giai đoạn hai thì chúng tôi sẽ đi đến các cái nhà thờ tộc để mà mình sưu tầm. Và đây là tài liệu quý đối với Thư viện Đà Nẵng và cũng như là của nhân dân, nằm trong nhân dân. Như vậy đã chúng thấy là đây là một làm rất thiết thực đối với Thư viện Đà Nẵng hiện nay trong giai đoạn này. Khi mà chúng tôi sẽ làm xong thì việc tuyên truyền phổ biến tất cả các tư liệu quý hiếm cũng như tư liệu về Hán Nôm của thành phố Đà Nẵng đến đông đảo bạn đọc của thành phố Đà Nẵng nói riêng và toàn quốc nói chung, có những cái website để giới thiệu những cái sản phẩm của Đà Nẵng, đi sưu tầm tất cả tài liệu đó để là từ đó mà có sự lưu truyền cho những cái thế hệ sau, cũng như là bảo quản được cái tư liệu hiện nay. Theo cái đặt vấn đề của Thư viện Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng muốn phối hợp cùng với Bảo tàng Đà Nẵng triển khai một cái kế hoạch toàn diện sâu chụp nghiên cứu sâu chụp số hóa toàn bộ các cái hệ thống sắc phong. Đây là một cái kho tàng di sản Hán Nôm mà cực kỳ quan trọng, nó nói lên được cái tính lịch sử văn hóa của vùng đất và con người Đà Nẵng trong tiến trình lịch sử, và cho đây là một trong những cái việc làm rất là ý nghĩa, rất là khoa học. Và sau khi chúng tôi tiến hành sâu chụp scan và sẽ nghiên cứu phục chế những bức sắc phong mà có thể là tặng lại cho các cái di tích đình làng hiện nay đang lưu giữ sắc phong. Và bên cạnh đó thì Bảo tàng Đà Nẵng sẽ cùng phối hợp với Thư viện Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện Khoa học Đà Nẵng sẽ nghiên cứu và có sẽ biên tập xuất bản ấn phẩm sắc phong trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh số hóa, thời gian tới Bảo tàng Đà Nẵng sẽ nghiên cứu và dịch toàn bộ nội dung sắc phong, trong đó đơn vị đưa vào lưu trữ phục vụ bạn đọc cũng như các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu về lịch sử làng xã. Hiện đoàn công tác đã thống kê được 150 sắc phong tại các đình làng, trong đó có nhiều đình lưu giữ còn nguyên vẹn nhiều sắc phong từ thời vua Nguyễn, như đình Nam Thọ có 35 sắc phong, đình Túy Loan có 18 sắc phong. Sau khi số hóa sắc phong, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ thống kê sao chụp địa bạ, hương ước của 56 xã phường tại Đà Nẵng. Rõ ràng, nếu không có đoàn đi thực địa, số hóa các tài liệu, sắc phong quý thì không thể đánh giá được hiện trạng cũng như không thể hỗ trợ địa phương trong việc giữ gìn, bảo quản tư liệu quý. 30 điểm đình làng, hơn 300 sắc phong được số hóa là khởi đầu cho công tác lưu giữ, bảo tồn di tích bằng ứng dụng công nghệ.